Mình xin vài phút để quảng cáo kiếm thêm thu nhập cuộc sống nha. Thì ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn, đó là một tựa game nó rất là hay. Các bạn có thể chơi ở những lúc lạnh lỗi, các bạn có thể kiếm thêm thu nhập qua cái game này nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game, đó là game Ewin. Thì cái game Ewin này mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn nào muốn chơi thì các bạn hãy tẩy về chơi nha. Thì cái game này đặc biệt nó rất là hay luôn. Các bạn vừa chơi trong những khi mà các bạn bị stress, các bạn có thể là rảnh rỗi các bạn chơi mà cũng có kiếm thêm thu nhập nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là một tựa game, đó là game Ewin nha. Đây là cái giao diện của Ewin này, các bạn nhìn thấy không? Nó rất là vừa tay vừa tầm mắt, với lại đồ họa nó rất là sạch sỡ luôn, đúng không? Thì game Ewin này á, thì cái phần mà tiền nạp tiền vô hoặc là rút tiền ra nó sẽ rất là hoạt động, nó rất là đơn giản, nó không giống như mấy cái game khác nha các bạn ơi. Các bạn muốn là nạp tiền vô á thì các bạn phải ấn vào phần chọn nạp tiền, thì ở đây có rất là nhiều cổng để các bạn nạp. Các bạn có thể là nạp VIP, các bạn có thể là nạp thẻ cào, Momo Pay hay là Zalo Pay, Viettel Pay hay là eBanking, QR Banking. Thì có rất là nhiều cổng, các bạn muốn nạp ở cổng nào cũng được hết nha các bạn, rất là dễ luôn. Và ngoài ra thì nó còn có phần rút tiền nữa. Đây các bạn thấy không, phần rút tiền các bạn có tối thiểu, nếu mà trong tài khoản của các bạn là ít nhất phải trên 50k mới có thể rút tiền được nha. Nếu mà các bạn muốn rút thì các bạn hãy thêm thẻ ngân hàng vào, số tài khoản thẻ ngân hàng, tên ngân hàng và người nhận, nhớ là phải đúng nha các bạn mới nhận được nha. Thì ngoài ra các bạn thấy hiện tại là mình có, sáng giờ mình chơi là được 200 mấy rồi, nhưng mà không, nó còn ở trong cáp sát nữa. Tại vì mình mỗi lần mình chơi xong là mình sẽ cất trong cáp sát nha các bạn, kiểu như là mình muốn dự trữ gì một ít thì mình sẽ cất trong cáp sát. Thì các bạn nhìn trong cáp sát là mình có 5.130.000, thì bây giờ mình muốn rút ra, mình muốn rút ra thêm là 1.000.000 để mình chơi. Đây mình rút ra 1.245.000, đây mình sẽ rút ra. Ok, nó đang hiện lên rồi nha các bạn, là tổng tài sản của mình là có 1.468.000 nha các bạn. Thì các bạn thấy không, rất là dễ luôn. Tại vì mình chơi thì muốn tiết kiệm tiền để mình chơi đến ván sau. Thì cái game này thì các bạn nhìn đồ họa nó rất là sặc sỡ. Và ngoài ra thì nó có rất là nhiều game, ví dụ như là ba cào nè, liên nè, ba cây, tài xỉu, sổ số, sóc đĩa, tiến lên, bầu cua, quay thú, siêu xe và rất là nhiều game khác. Nhưng mà cái game mình thích nhất đó là game bắn cá. Bây giờ mình sẽ vô trò chơi bắn cá cho các bạn xem. Sẽ vào trải nghiệm game dân thường 20 đồng để bắn cho các bạn xem nha. Ok, đây mình sẽ đổi sang súng. Các bạn đổi sang súng càng to thì các bạn có thể chơi càng nhiều nha. Đây các bạn thấy không, mình bắn mà tiền nó về rồi kìa, các bạn thấy không đó. Bắn, các bạn bắn trúng mục tiêu là tiền nó sẽ về bên mình nha. Nhưng mà các bạn bắn càng bắn con lớn á, thì các bạn có thể nhận được một số tiền lớn. Đây mình được nhận 7.000 nha các bạn đó. Ok, thì hồi nãy là mình vừa chơi xong cái game bắn cá và bây giờ mình sẽ chơi thử là phần tài xỉu nha. Thì cái phần tài xỉu đây nó cũng khá là hay á. Đây mình sẽ vào tài xỉu cho các bạn xem. Ok, bây giờ mình sẽ đặt tài nha các bạn, mình đặt là 15k để xem là nó sẽ thắng cho các bạn xem. Tại vì các bạn đặt ở phía bên nào càng nhiều á thì cái lượng mà tỷ lệ thắng nó càng cao hơn nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đợi xem thử là sao nha. Ok, các bạn thấy không? Mình đã trúng
15k nhé các bạn. Đó, các bạn thấy không? Tiền về rồi đúng không? Thì ok các bạn ơi, ngoài ra thì nó còn có game bầu cua nữa, mình sẽ chơi bầu cua cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ đặt cua nha. Mình đặt 15k. Xem lần này là nó phải trúng thôi các bạn ơi. Đó. Thật sự là cái game này thì ngon, rất là dễ ăn luôn. Nếu mà các bạn biết cách chơi thì nó rất là dễ ăn nha các bạn ơi. Đấy, được 2 cua luôn kìa các bạn ơi, các bạn thấy chưa? Mình được 2 cua luôn, các bạn thấy ghê không? Đó, phải biết cách chơi là nó sẽ chơi rất là hay luôn nha các bạn. Mình sẽ chơi đọt đảo cho các bạn xem nha. Đấy, tiền mình tăng lên các bạn thấy không? Tiền nó tăng phía là tăng lên đúng không? Đó, game này thì rất là dễ chơi. Đó, mình được cộng 4.000 rồi kìa. Nhận được 4.000, ôi, rất là dễ luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình mới sơ sơ thôi là mình chơi là phải kiếm thêm được mấy chục nghìn hoặc là mấy trăm nghìn ở trong 10 phút thôi đó các bạn ơi. Các bạn thấy ok không? Thì ok các bạn ơi, khi các bạn hết tiền trong tài khoản thì các bạn có thể vào trong phần các bạn Facebook, các bạn có thể mời bạn bè thì các bạn nhận thêm 3k vào trong tài khoản nha. Thì cái game này nó rất là hay dành cho những người nào mà bị stress hay là lạnh rỗi, các bạn có thể lấy ra chơi và cũng có thể kiếm thêm thu nhập nha. Thì ok, và cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ để link game ở dưới phần mô tả cho các bạn tải về nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.